Sự hộ niệm của Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ. Các anh em ở trường Hạ Phổ Quang theo học tại Phật Học Viện hoặc Cao Đẳng Phật Học tương đối đông, nên xin phép tôi tổ chức an cư tại chỗ năm nay. Tôi quyết định tổ chức an cư thu hẹp vì các anh em còn đi học nên sinh hoạt không giống các trường hạ khác. Buổi sáng bận đi học, chiều tối nên tranh thủ tu hành là việc chính. Theo kinh nghiệm riêng tôi, nhiều thầy đồng học thông minh, học giỏi, nhưng chỉ nghĩ đến học, thiếu tu, nên không làm việc đạo được, hoặc mất định hướng, phải hoàn tục, rồi thọ khổ. Trái lại, người không học giỏi, nhưng siêng năng tu, tìm được lẽ sống trong đạo, ít nhiều cũng làm được Phật sự, và xa hơn chứng được giải thoát, bước vào con đường hiền thánh. Vì vậy, tôi nhắc nhở quý thầy, tu là chính và học là phụ. Tôi làm được việc cũng nhờ tu nhiều. Khi còn là học tăng, tôi siêng năng đọc tụng Kinh Đại Thừa và Y Pháp Đại Thừa sám hối, nên tội căn nhẹ dần và nghiệp giảm bớt. Nhờ đó, những đòi hỏi thế gian không có. Tôi tiến tu trên đường đạo một khoảng thời gian dài và lấy kinh nghiệm đã trải qua mà nhắc nhở anh em nên nỗ lực tu. Và về phần tu hành, theo kinh nghiệm của tôi là nương vào những bộ kinh đại thừa như Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, lấy đó làm nền tảng nghiên cứu và tu học. Nhờ học những bộ kinh này đã giúp tôi hiểu Phật Pháp sâu sắc hơn. Lúc còn ngồi ghế nhà trường, tôi học không thua ai. Tôi tin là nhờ mình đã nghiên cứu kinh điển đại thừa nên giúp tôi đốt giai đoạn ở trường Đại học Nhật Bản. Trong lớp cao học có 15 nghiên cứu sinh, trong đó 13 người là Nhật, một thầy là người Trung Hoa và tôi. Nhưng cuối cùng chỉ có tôi và một người Nhật được trình luận án, còn 13 người kia bị lưu niên. Bản thân tôi cũng ngạc nhiên với thành quả này, vì thực tế tôi là người Việt, không thể giỏi tiếng Nhật bằng người Nhật. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nhờ Phật hộ niệm mà tôi đạt được kết quả ngoài suy nghĩ bình thường. Thật vậy, theo tinh thần Đại Thừa, trên bước đường tu, được chư Phật hộ niệm là việc vô cùng quan trọng. Người tu không được Phật hộ niệm, dù học giỏi cũng không làm được việc. Và quan trọng hơn nữa là được Phật hộ niệm thì việc khó tưởng không làm nổi, nhưng vẫn thành công dễ dàng. Chúng ta đọc kinh điển Đại Thừa, tìm xem nhân hạnh của chư Phật, Bồ Tát tu như thế nào, và chúng ta cũng có tâm niệm và việc làm giống với các ngài, thì mới nhận được sự hộ niệm gia trì của các ngài, mới làm được những việc mà bình thường không làm được. Trong kinh điển Đại Thừa thường nói về hạnh Bồ Tát. Riêng hai bộ kinh nói về sự hộ niệm của Phật là kinh Pháp Hoa và kinh Di Đà. Tên của kinh Pháp Hoa là Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Kinh Pháp Hoa được coi là mẹ sanh ra tất cả Phật. Phật từ kinh Pháp Hoa sanh ra và Phật hộ trì kinh Pháp Hoa. Tôi dành nhiều thời giờ nghiên cứu và viết luận án về kinh Pháp Hoa, nhất là việc ứng dụng nhiều hơn vào cuộc sống tu hành của mình. Sau đó, tôi thành lập đạo tràng Pháp Hoa và đã biên soạn bộ môn Pháp Hoa, rút ngắn bộ kinh Pháp Hoa dài 28 phẩm, chỉ sử dụng những phần tinh ba yếu nghĩa của bộ kinh để thọ trì, đọc tụng mỗi ngày, cho đến sống với yếu chỉ Pháp Hoa trong từng niệm tâm. Và đến mùa hạ năm nay, hội đủ thuận duyên, tôi rút ngắn bộ kinh thứ hai là kinh Di Đà, và tôi phát nguyện truyền bá trong các trường hạ để quý thầy có nhân duyên cùng tu. Kinh Di Đà cũng được gọi là Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Đức Phật Thích Ca cho biết, chẳng những ngài tuyên dương công đức của kinh Di Đà và Phật Di Đà, mà sáu phương khác và hằng hà sa số Phật cũng hộ niệm kinh này. Phật Thích Ca sanh ở Ta Bà, bùn nhơ tội lỗi, nhưng ngài đã thành tựu vô thượng đẳng giác, ví như hoa sen mọc trong bùn. Ngài đã vì Bồ Tát lớn mà nói chân lý và chúng sanh không tiếp thu được pháp tối thượng, nên phải khai phương tiện dìu dắt chúng sanh ra khỏi nhà lửa tam giới. Chư Phật tán thán Phật Thích Ca như viên mani có công dụng lắng động bùn nhơ. Ngài có khả năng làm tan biến bùn nhơ phiền não của chúng sanh.
Kinh Pháp Hoa tiêu biểu cho Phật Thích Ca ở trần thế. Diệu Pháp ví như Ngọc Mani. Liên Hoa là hoa sen. Người Tây Tạng rút ngắn Diệu Pháp Liên Hoa thành thần chú Án Mani Pát Di Hồng. Kinh Di Đà cũng được gọi là Phật Sở Hộ Niệm Kinh, đồng với tên Kinh Pháp Hoa, gọi là Kinh Di Đà, vì muốn chỉ cho Phật Di Đà là giáo chủ Tây Phương, nên lấy tên Phật đặt cho kinh. Năm nay, tôi dịch Kinh Di Đà, vì thứ nhất là mục tiêu của người tu hành đều muốn đạt quả vị Phật, đến Niết Bàn, không ai muốn khác. Nhưng tôi thấy, người thực chứng Niết Bàn ở ngay trần gian này rất hiếm. Có thể nói, bước đường tu của chúng ta tự lực phấn đấu đi lên rất khó. Và hướng thứ hai là Phật đưa ra nhiều phương tiện cho những người không có khả năng tự lực, không thể thâm nhập thiền định. Như vậy, họ phải nhờ tha lực. Nói cách khác là phải nhờ chư Phật hộ niệm. Phật không hộ niệm, ta không làm được. Các anh em thấy nhiều thầy giỏi nhưng không làm được. Có thể nói là vì không được Phật hộ niệm. Không giỏi nhưng Phật hộ niệm làm ta có hiểu biết vượt bình thường. Vì hiểu biết đúng mới giải quyết được việc khó. Hòa thượng Trí Tịnh cũng nói rằng dùng hiểu biết của mình nhiều lắm cũng chỉ đúng 60% cũng là giỏi rồi. Nhưng thực tế đúng 99 lần chỉ sai một lần là 1%, kể như hoàn không. Vì vậy, đối với hòa thượng, sự hiểu biết của chúng ta cũng còn đáng e ngại lắm, vì còn vấp phải 40% sai lầm. Làm gì mà cuộc đời chúng ta không phạm lầm lỗi? Hòa thượng nhiếp tâm niệm Phật Di Đà để Phật hộ niệm. Thấy theo Phật mới bảo đảm đúng. Phật hộ niệm thì ta biết chính xác hoàn toàn. Tôi nhớ lại đời mình có hai bước ngoặt quan trọng vào năm 1963 và 1975. Và từ hai dấu ấn này, tôi nhận ra được thế nào là Phật hộ niệm. Năm 1963, trong phong trào tranh đấu của Phật giáo, tôi hoàn toàn vô tâm, chỉ nghĩ dốc toàn tâm toàn lực bảo vệ Phật giáo. Lúc ấy, đối với tôi, sống chết không quan trọng. Nhưng tôi có cảm giác lạ là tất cả quyết định của tôi đều đúng 100%. Vì không đúng thì cuộc sống của tôi đã không còn. Tôi hoạt động hay bị bỏ tù đều đúng, nên hoàn toàn thoát nạn một cách đơn giản. Theo tôi, Phật quyết định cuộc đời ta, không phải ta quyết định. Tôi không tự tấp đuốc mà đi được, nhưng nhờ đuốc của Phật mà tôi không bị rớt xuống hố, vượt qua mọi chướng ngại hiểm nguy giống như một cách tình cờ may mắn vậy. Tôi tin tưởng ở lý đại thừa một cách sâu sắc vì lý do đó. Ngoài ra, năm 1973, tôi về Việt Nam. Đối với tôi, việc quyết tâm về nước không trở lại Nhật bằng cách trả lại thẻ thường trú. Đó là vì Phật Bổ Xứ khiến tôi làm như vậy. Chứ thực sự tôi cũng không biết tại sao mình lại quyết định như thế. Giai đoạn đầu năm 1975, việc tu hành thực sự rất khó. Và trong hoàn cảnh khó khăn nhiều bức bách ấy, tôi nhận ra được ý nghĩa Phật nói trong Kinh Pháp Hoa rằng tịnh độ ta chẳng hư mà chúng thấy cháy rã. Nghĩa là trong thế giới đầy khổ đau mà Phật thấy an lành. Và quan trọng là tôi đã mượn sự an lành của Phật làm an lành cho mình, nên thấy đúng và quyết định đúng bằng cách không đi ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Vì tu sĩ ra ngoài thành phố lúc ấy dễ bị bắt như chơi. Tôi ép mình trong tổ đình Ấn Quang, thọ trì Pháp Hoa và biên soạn nghi thức bổn môn Pháp Hoa để tu hành. Có thể khẳng định rằng vào thời điểm ấy, những quyết định của tôi đều đúng và từng bước tôi vượt qua những khó khăn, tiến tu trên đường đạo và đóng góp được cho giáo hội. Các thầy cứ nghiệm lại sẽ thấy rõ, dù giỏi mấy cũng chỉ là hiểu biết thế gian, chỉ làm được tối đa 60%, còn 40% sai lầm thì chúng ta phải gánh hậu quả, chắc chắn là không vui. Nhưng theo Phật, hoàn toàn không khởi tâm tính toán, mà kết cuộc không sai lầm, và cũng không có gì để hối hận. Và tôi tin, mình làm được đều do Phật hộ niệm, bổ xứ. Không có sức hộ niệm của Phật, việc dễ cũng thành khó. Điển hình như chùa Phổ Quang, từ năm 1975 đến 1995, có biết bao vị xin lãnh chùa, nhưng không được, và ai về đây cũng buồn phiền khổ đau.
Riêng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đến lãnh chùa này. Năm 1999, tự nhiên Ủy ban Nhân dân thành phố lại giao chùa cho tôi. Thiết nghĩ Phật Bổ Xứ chúng ta làm Phật sự nào thì bảo đảm thành công dù không giỏi. Còn giỏi mấy cũng rơi vô tranh chấp hơn thua. Cuối cùng ai cũng sai dù ít hay nhiều. Kinh nghiệm cho thấy những người đi trước đều nhìn nhận rằng có phạm sai lầm. Vì sai lầm mới thất bại. Các anh em phải suy nghĩ để xây dựng cho mình đời sống tâm linh, đạo đức và quan trọng là được Phật hộ niệm. Phật không hộ niệm, chúng ta dụng tâm, dụng ý, quả báo đến không lường. Tôi dịch Kinh Di Đà vào khoảng 11 hay 12 giờ đêm. Trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ, sau khi tôi làm lễ cấm túc an cư, có ý định dịch và giảng dạy kinh này. Tôi dịch kinh khác với các pháp sư. Phần lớn các pháp sư dịch kinh căn cứ vào chữ trong văn kinh mà dịch. Còn tôi tụng nhiều lần, nhưng đến lúc dịch thì xếp kinh lại để đó và bằng độ cảm trong lòng thế nào thì viết ra. Sau đó mới đối chiếu với bản kinh khóc. Đối với tôi, việc dịch kinh chính yếu bằng niềm tin và độ cảm của mình trên bước đường tu. Không có niềm tin, không thể tiến tu. Không có độ cảm, không có ứng nghiệm để tu. Trước khi tụng kinh, chúng ta có bài tán hương. Tôi soạn bài tán hương như sau. Lò hương vừa bén gỗ chiên đàn, khói thơm ngào ngạt khắp trần gian. 3000 thế giới đều thanh tịnh, 10 phương chư Phật hiện thân vàng. Đối với người tu, hai câu sau rất quan trọng. Nếu tán hương bằng cách chỉ tụng suông, chắc chắn không có hiệu quả. Quan trọng là 3000 thế giới đều thanh tịnh vì lưu xuất từ tâm tịnh. Thật vậy, tâm người tu đã thanh tịnh thì 3000 thế giới trùng trùng duyên khởi cũng hoàn toàn bị tiêu diệt trong tâm hành giả. Vì cái này diệt thì cái kia diệt, cho đến biến mất 3000 thế giới nên tâm thanh tịnh hoàn toàn. Sự thật 3000 thế giới có thanh tịnh hay không không quan trọng, nhưng đòi hỏi chính yếu là chúng ta phải tập trung cao. Còn miệng tụng nhưng không tụng bằng tâm khát ngưỡng cao, không thanh tịnh thì không có hiệu nghiệm. Vì vậy, có thầy tụng kinh người nghe phát tâm, nhưng cũng có thầy tụng kinh thế bình thường chẳng ai quan tâm. Khi tâm chúng ta thanh tịnh cao thì tất cả từ chân như duyên khởi và 10 phương Phật hiện. Nói cách khác, một bên sanh diệt là 3000 thế giới sanh tử luân hồi biến mất thì 10 phương Phật hiện ra. Tu hành không đi theo lộ trình này, kết quả ít hay không có, vì ta tu trên sanh diệt vọng động nên kết quả cũng tương xứng như vậy. Tu trên tham cầu phải trả giá đắt. Khi A La Gia duyên khởi không hoạt động thì 12 duyên dứt sạch nên chân như xuất hiện. Theo đó, 10 phương Phật hiện thân vàng tiêu biểu cho niềm tin chúng ta hoàn toàn trong sáng. Bài khai kinh tôi giữ nguyên, chỉ sửa đổi một ít. Phật pháp cao siêu rất thẳm sâu, 10000 muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nguyên tác của bài này bằng Hán văn của Tắc Thiên Hoàng đế khi nghe kinh Hoa Nghiêm. Bà đã cảm được và soạn bài kệ này. Chúng ta đều khai kinh bằng bài này để nhắc nhở hành giả sự thầm thâm phi diệu của Pháp Phật. Cuộc đời của bà Tắc Thiên rất kỳ quặc, mọi việc không như ý. Nhưng bắt gặp được kinh Hoa Nghiêm thì bà trở nên thanh thản và đi lên dễ dàng. Bà đã hết lòng hộ đạo, tài trợ cho các pháp sư phiên dịch bộ kinh Hoa Nghiêm. Một người đàn bà làm thái hậu và lên làm vua, phế bỏ nhà Đường để lập nhà Chu là một việc không đơn giản chút nào, nhưng bà đã làm được. Đối với bà, cảm nhận được Pháp Phật và quyết tâm giữ gìn niềm tin Tam Bảo, vì nhờ đó mà bà đã nhận được những điều phi thường trong cuộc sống. Thầm thâm vi diệu của Đạo Pháp vô cùng quan trọng đối với người tu. Vì vậy, chúng ta tu hành mà không thấy, không nhận được thầm thâm vi diệu của Pháp Phật, cũng giống như người bị lờn thuốc, thì chỉ một thời gian là chúng ta sẽ chán nản và bỏ cuộc. Đến phần nội dung kinh,
tôi không dịch theo văn tự, vì tôi nghĩ văn của mỗi người diễn tả một cách khác nhau. Chủ yếu tôi chú trọng đến kinh hơn, giữ ý kinh, nhưng lời thay đổi cho dễ hiểu. Tôi diễn tả bằng từ dễ hiểu, dễ nhớ, không trung thành với chữ. Vì từ gốc chữ Phạn đã được dịch sang chữ Hán, rồi dịch sang chữ Việt. Nếu trung thành văn tự thì sẽ bị kẹt từ ngữ, văn không xuôi, khó đọc, khó nhớ. Mở đầu, tôi chú ý đến địa điểm Phật thuyết kinh này là Thành Xá Vệ, Tịnh Xá Kỳ Hoàng, và kế đến thính chúng nghe Pháp gồm Thanh Văn, Bồ Tát và Bát Bộ chúng. Diễn tả Pháp hội như vậy vì tôi tạo độ cảm giữa mình và các ngài. Một thuở nọ, Đức Phật ở Thành Xá Vệ, Tịnh Xá Kỳ Hoàng, cùng Chư La Hán 1250 thượng tọa và nhiều người khác còn đang tu học, vân vân. Bản chính Kinh Di Đà cũng nói đến 1250 La Hán là chúng thường tùy với Đức Phật, và theo tôi cũng có nhiều người khác còn đang tu học. Không lẽ chỉ có 1250 La Hán ở Xá Vệ? Và trong 1250 La Hán không có Ubali, A Nan, Ca Diếp, chỉ có Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, ba anh em Ca Diếp dẫn theo 1000 đồ chúng và 50 thanh niên gia xá. Tuy nhiên, theo tôi, trong pháp hội này không phải chỉ có 1250 vị La Hán thường tùy với Đức Phật. Vì trong 1250 vị La Hán có vị đã viên tịch trước khi Phật nói Kinh Di Đà. Thí dụ như đệ tử của Xá Lợi Phất đã lên cõi trời. Nhưng dưới cái nhìn của tôi, các vị La Hán này đã từng gắn bó mật thiết với Phật, nên sống hay chết, các ngài vẫn thường tùy với Phật, vẫn hiện diện đầy đủ. Với tôi, Pháp hội được quan sát dưới dạng tín ngưỡng tôn giáo thuộc thế giới siêu hình, nên giác linh của các ngài vẫn thường tùy với Phật. Cũng trên tinh thần truyền thống tín ngưỡng như vậy, ngày nay các vị hòa thượng trong giáo hội chúng ta tuy đã vắng bóng trên cuộc đời, nhưng chúng ta tin tưởng rằng giác linh các ngài vẫn hộ niệm cho sinh hoạt đạo pháp của chúng ta. Đối với tôi, giáo hội chúng ta tồn tại ở cả hai mặt, hữu hình và vô hình. Nhưng phần vô hình quan trọng hơn. Hai mặt hữu hình và vô hình tương quan tương duyên tồn tại. Không có lực vô hình, chúng ta không mạnh được. Có người nói, thầy tu như chúng ta, hiền lành đến con muỗi cũng không dám giết. Nhưng sự hiện hữu của người tu hành chân chính quan trọng không nhỏ. Lịch sử đã từng chứng minh điều này. Theo tôi, người tu chân chính có một giá trị nhất định trong lòng xã hội. Phần lớn là nhờ thế lực vô hình của Thiên Long Bát Bộ tạo một vòng đai an toàn cho sinh hoạt tu hành của họ. Cho đến nhận được lực gia bị của Bồ Tát hay Phật, thì chúng ta sẽ thành tựu những việc làm mà người bình thường không thể nào làm nổi. Vì vậy, người tu thiếu sức gia bị vô hình thì khó lòng đương đầu với vô số chướng ngại trong đời ngũ trược ác thế này. Tôi nghĩ rằng 1250 La Hán đã ở Niết Bàn hay còn hiện thế vẫn coi như thường tùy với Phật, không thể thiếu được. Phật ở đâu, các ngài ở đó, và một số người khác đang tu học từ sơ quả đến tam quả. Và đứng đầu nhóm này là A Nan, chưa đắc quả La Hán, nhưng vẫn xếp trong 10 vị nòng cốt lãnh đạo tập đoàn Đa Văn. Đó là cách phân chia chúng theo Phật rõ ràng chính xác. Những người hợp với nhau về tư tưởng, về việc làm thì sự tập trung lại để cùng nhau sinh hoạt. A Nan học rộng nghe nhiều thì có thể tập hợp những người thích học, thích nghe. Vì vậy, A Nan là đối tượng mà họ quý trọng nên họ theo ngài. Mỗi người tu hành tiêu biểu cho một việc, một hạnh, và tập hợp được những người cùng một sở thích, cùng một hạnh. Đó là sự tập hợp tự nhiên, không phải Phật phân chia như vậy. Nhóm Đa Văn thích học, thích nghe, sau khi Phật thuyết Pháp, họ tập hợp theo A Nan để bàn luận, trao đổi hiểu biết về Pháp Phật đã dạy. Họ còn tu học nên say mê thích thú học và kiết tập kinh điển. Nhờ vậy, chúng ta mới có kinh điển ngày nay để nương theo tu hành. Thật vậy, nếu không có nhóm Đa Văn do A Nan lãnh đạo, thì về sau không ai kiết tập kinh điển. Vì những vị Đắc La Hán chứng chân lý thì không còn muốn nghe Pháp phương tiện,
làm thế nào kiết tập kinh điển, cũng như các thầy học ở Phật học viện hay cao đẳng mới ham học viết sách hướng dẫn cho người đi sau, còn chuyên tu thì thường không có sách để lại cho đời. Có thể nói, A Nan Đa Văn đóng vai trò quan trọng, dù xếp ngài vào hàng thứ 10, hoặc Ubali kiết tập luật tạng cũng được xếp vô đây. Ngài thường quan sát sinh hoạt của đại chúng và nghe Phật nhận xét, thưởng, phạt, nên sau này chúng ta mới có luật tạng. Vì vậy, cũng không thể thiếu sót tập đoàn Ubali nghiên cứu về giới điều của Phật. Ngày nay, rất ít người nghiên cứu luật học hay kỷ cương của giáo hội. Tôi khuyên các anh em nên nghiên cứu luật Phật và đối chiếu với luật thế gian để điều hành tăng đoàn ngày nay, vừa thích hợp với giáo lý của Phật, vừa thích hợp với cuộc sống của mọi người. Theo tôi, chúng ta đang gặp bế tắc vấn đề này. Thật vậy, luật Sa Di, Tỳ Kheo mà chúng ta đang sử dụng đã có từ thời Phật cho đến ngày nay, không ai dám sửa đổi. Tuy nhiên, tôi nghĩ luật cũng là một trong những phương tiện của Phật đưa ra để điều hành sinh hoạt của tăng đoàn. Vì các anh em thấy luật ghi rằng có Tỳ Kheo vi phạm một lỗi lầm nào đó là mất uy tín tăng đoàn, Phật mới tập hợp chúng và hỏi họ rằng có nên hay không nên làm như vậy. Đại chúng quyết định không nên làm thì Ubali ghi vào luật là không nên làm việc đó. Như vậy, có những điều luật không xảy ra thời Phật tại thế, nhưng nay thời đại chúng ta có xảy ra thì chúng ta có nên ghi thêm vào luật hay không? Hoặc có những điều phạm sai trái có quy định trong luật nhưng nay không còn thích hợp thì ta có nên giữ nguyên như vậy hay không? Theo tôi, trong luật Tỳ Kheo, bốn tội Ba La Di thì không sửa đổi, nhưng các luật khác nên sửa đổi. Tuy nhiên, cái khó là chưa có người đủ tư cách làm luật sư để kiết tập luật. Thiết nghĩ, luật mà chúng ta thọ trì từ thời xưa, các luật sư đã thay đổi rồi. Chẳng hạn như trước tháp Phật không được đốt thay chết, không được khạc nhổ. Tôi nghĩ điều này không phải Phật chế đặt, nhưng là tăng đặt ra vì Phật nhập diệt mới có tháp Phật. Theo tôi, điều luật này thuộc về oai nghi. Các luật sư đời sau thấy một số tỳ kheo thiếu sự tôn trọng tháp Phật nên mới ghi vô luật điều này. Hoặc các tỳ kheo đi đường lượm được da dê thì được phép đem đi mấy do tuần. Ngày nay không có da dê vứt bỏ và cũng không ai lượm những thứ này. Hay tỳ kheo không được vừa đi vừa nhảy. Đương nhiên có thể dẫn như vậy trông khó coi nên Phật mới cấm. Có thể nói những điều nào đó được đặt ra trong một thời kỳ nào hay hoàn cảnh nào thì thích hợp. Nếu không cần thì cũng không có luật. Phật chế luật nhằm tịnh hóa tăng đoàn. Sai trái cần sửa chữa để bảo đảm uy tín của tăng đoàn trong sạch. Đối với tôi, chủ yếu nhằm xây dựng oai nghi của chúng ta. Nói chung có 4 oai nghi, nói rộng có 3.000 oai nghi là tư cách của người tu. Nhóm kiết tập luật tạng tuy nhỏ nhưng cũng rất quan trọng. Khi Phật lập giáo khai tông, hàng đệ tử tu theo chánh pháp, lấy tứ thánh đế làm chính. Lúc ấy Phật không nói oai nghi. Khi tăng đoàn phát sanh vấn đề mới có luật ngăn cấm và dạy luật, nên người ta đặt kinh luật xuống hàng sau cùng vì nó là phương tiện. Đối với Thánh La Hán tham nhập pháp chân thật, Phật không cần dùng lời và các ngài cũng tự biết nên làm gì và chỉ làm đúng. Vì thế dĩ nhiên không cần luật cấm đoán gì cả. Nhưng đối với chúng sanh nghiệp cấu sâu dày, không nói thì họ không biết. Vì vậy mà Phật phải dùng phương tiện là kinh, luật. Ngày nay chúng ta vào chùa phải học luật, kinh trước và sau tham thiền là từ giả ngôn ngữ, hành vi, cử chỉ thô kệch bên ngoài để đi vào đời sống tâm linh. Người có đời sống tâm linh theo Phật thì không cần kinh điển nữa. Và kế tiếp là Phú Lâu Na, thuyết pháp đệ nhất A-la-hán, được xếp vào hàng thứ 8, cũng mang tính cách truyền bá chánh pháp. Việc làm này cũng là phương tiện, tùy hoàn cảnh từng người, tùy yêu cầu từng lúc, từng nơi mà khai phương tiện giảng dạy cho người tham nhập Phật huệ. 3 tập đoàn chuyên về kiết tập kinh điển, luật tạng và thuyết pháp tồn tại trên nhân gian cho đến ngày nay. Thiếu 3 sinh hoạt này, tăng đoàn không mạnh được.
tức phải có giáo lý, nguyên tắc và người thực hành. Trên một bậc có ngộ tánh tu bồ đề, thiên nhãn ana luật, vân vân, tiêu biểu cho những vị tu chứng đã phát huy được nội tâm. Nói chung, tôi đề cập đến 10 vị đại đệ tử tiêu biểu cho 10 nhóm nòng cốt của Phật là chúng thanh văn. Thực sự trong Kinh Di Đà, tôi thấy có 13 hay 14 vị A-la-hán. Nhưng tôi rút gọn lấy 10 đại đệ tử chính duy trì Phật Pháp. Những vị còn lại tôi không ghi vô như Châu Lợi Bàn Đà, Kiều Phạm Ba Đề, vân vân. Bằng độ cảm tâm với từng vị đại đệ tử, tôi ghi thêm hạnh nguyện của các ngài ở trước danh xưng của mỗi vị. Thí dụ, Mật Hạnh La Hầu La, Thuyết Pháp Phú Lâu Na, Đa Văn A Nan, vân vân. Chúng thứ hai là Bồ Tát, đứng đầu là Phan Thù, Di Lặc, trong Kinh Di Đà gọi là A Dật Đa Bồ Tát. Hai vị Bồ Tát này tôi gặp trong Kinh Pháp Hoa. Các ngài được coi là Pháp Hoa Kinh Duyên Khởi. Trong hồi Pháp Hoa của Phật Thích Ca, Bồ Tát Di Lặc hỏi Phan Thù Sư Lợi để Phan Thù nói về nguyên nhân có Kinh Pháp Hoa, thế nào là Pháp Hoa, vân vân. Theo tinh thần Đại Thừa, chia chúng hội của Phật làm ba, gồm chúng duyên khởi, chúng đương cơ và chúng kết duyên. Đại Thừa không chia chúng như chúng ta thường thấy là chúng tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, thức xoa ma na ni, ưu bà tát, ưu bà di. Chúng duyên khởi là tất cả Bồ Tát lớn trợ khóa cho Đức Thích Ca. Đức Phật hiện thân tại cuộc đời này thì các Bồ Tát lớn cũng sanh theo Phật. Các ngài đã thâm nhập Phật Huệ, nên trong Kinh Pháp Hoa nói rằng không phải Phú Lâu Na mới thuyết Pháp trong hiện đời, mà ngài đã là Pháp Sư bậc nhất từ thời xa xưa. Hoặc A Nan đã từng phát tâm từ thời Phật Không Vương cùng với Phật Thích Ca, vân vân. Những vị này không phải là thanh văn, nhưng thực sự là Bồ Tát hiện thân lại theo Phật để tạo điều kiện cho Phật thuyết Pháp, hành đạo. Vì một mình Phật không thể làm mọi việc. Trong Kinh Đại Thừa thường nói rằng, một Đức Phật ra đời luôn luôn có thánh chúng xuất hiện theo để giúp Phật, làm cho vai trò của Phật nổi bật lên tư cách Đại Đạo Sư của trời người. Những vị Bồ Tát tái sanh trong tất cả thành phần xã hội và mỗi vị tiêu biểu cho một hạnh của Phật trên cuộc đời này. Đó là chúng duyên khởi, tạo mọi điều kiện để Phật thuyết Pháp giáo hóa độ sanh. Thí dụ, nếu Phật nhẫn nhục để người mắng chửi, thì phải có đệ tử giải thích việc này cho người thông hiểu lợi ích của Pháp nhẫn Ba La Mật là như thế nào. Cũng tương tự như vậy, ngày nay các hòa thượng lớn ngồi yên trong thiền thất, thì các thượng tọa khác cũng như vậy. Làm sao Phật Pháp tồn tại? Hòa thượng Trí Tịnh ngồi yên thì học trò ngài phải đi truyền bá. Nhưng truyền bá cho ai? Vì vậy, cần có chúng đương cơ là những người khửu duyên để Phật nói Pháp khai ngộ cho họ. Phật không khai ngộ cho các Bồ Tát đã chứng ngộ rồi. Và chúng kết duyên như Phật tử theo nghe Pháp, hiểu được và sao phát tâm tu. Họ là người trồng căn lành với đạo. Như vậy, luôn luôn có ba chúng. Chúng đương cơ phải thể nghiệm cho người thấy giá trị chân thật của Pháp Phật. Chúng kết duyên chưa thể hiện được tinh ba của Phật dạy, nên thường dễ chán nản. Các thầy làm đạo phải thấy điều này. Chúng kết duyên có xin tu cũng đừng cho phép xuất gia. Về sau họ làm bậy, ta mang họa. Họ làm cư sĩ đến chùa tụng kinh là đủ rồi. Vì xuất gia mà tánh cư sĩ vẫn còn, không thể tu được. Chúng đương cơ sống chết với đạo, họ sống cực khổ thế nào cũng tu được. Tôi tu ở chùa từ 12 tuổi, biết rõ người quyết tâm tu thì tự tìm học, tự nỗ lực công phu và tạo được công đức. Sao làm đạo dễ thành công? Còn những người không muốn tu, chỉ chờ thầy sơ hở là làm bậy, rồi cũng hoàn tục. Phải thấy rõ, họ chỉ mới là người kết duyên, nên nuôi dưỡng tâm đạo của họ cho vững mạnh, đừng vội cho xuất gia, không có lợi. Còn chúng duyên khởi hay chúng trợ khóa, như Bồ Tát Văn Thù trợ hóa Phật Thích Ca. Theo Kinh Pháp Hoa, từ thời Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, Văn Thù là Diệu Quang Pháp Sư, có 800 đệ tử đều thành Phật. Và người thành Phật sau cùng là Phật Nhiên Đăng.
và Phật Nhiên Đăng là người thọ ký cho Đức Thích Ca thành Phật. Vậy mà đến nay, Văn Thù vẫn còn là Bồ Tát. Phật Thích Ca nói rằng, những việc của Phật chỉ có Phật biết. Ngài có vô số phương tiện giáo hóa chúng sanh. Phật cho biết, Văn Thù chính là một vị cổ Phật hiện thân lại để trợ giúp cho Phật Thích Ca hành đạo ở Ta Bà. Ngài là một trong những vị Bồ Tát đã thành vô thượng đẳng giác, vì thương nhân gian sanh lại cuộc đời này để giúp Phật Thích Ca nói pháp chân thật, khai mở vô số phương tiện, vân vân. Thể hiện tinh thần một Đức Phật Thích Ca xuất hiện thì có trăm ngàn vị Phật khác ủng hộ trợ hóa. Về phần chúng ta tu Bồ Tát Đạo, được xếp vào hàng Bồ Tát từ nhân hướng quả mới phát tâm Bồ Đề, còn phải trải qua thứ bậc từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng đến thập quả mới hoàn tất công hạnh của Bồ Tát. Quá trình tu hành này không đơn giản. Phật thường nói là phải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Tuy nhiên, với lời phát nguyện của các vị Đại Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ luôn ủng hộ, hộ niệm cho những người phát tâm Bồ Đề đi theo lộ trình của Phật, được kinh Pháp Hoa ví như hoàng tử, dù còn nằm trong nôi cũng đã có uy quyền. Tôi tin tưởng rằng nếu chúng ta an trụ trong chánh pháp, chắc chắn sẽ tiếp nhận được gia trị lực của chư Phật, chư Bồ Tát và Bát Bộ chúng. Nhận được những điều thầm thâm phi diệu, thâm nhập được những nghĩa lý Phật dạy, thì sẽ vượt qua mọi chướng duyên trên con đường tiến đến Phật quả. Nếu cần nghỉ ngơi bồi dưỡng sau những tháng ngày hành đạo ở Ta Bà, Đức Phật Thích Ca đã chỉ cho chúng ta con đường đi đến thế giới cực lạc ở phương Tây của Đức Phật Di Đà. Quả thực, đó là một cảnh giới tuyệt vời khi được nghỉ ngơi bên cạnh vị Thầy là Đức Phật có vô lượng thọ, vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ, và hàng thánh chúng cùng tu với chúng ta cũng tuyệt vời như vậy. Mong rằng đại chúng nỗ lực tu hành, khám phá được những lực siêu tự nhiên để trưởng dưỡng đạo tâm và gánh vác Phật sự, làm cho Phật Pháp được hưng thạnh trên thế gian này. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 2002.